chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới tuần này. Ngày 8 tháng 3 thì sắp tới rồi. Thế nên là trong cái tuần này mình có rất là nhiều các cuộc hẹn. Hẹn đi ăn, đi nhậu với các chị em này, hẹn với đồng nghiệp đi chơi này, xong rồi đi ăn với gia đình và có cả hẹn hò nữa. Mà thân là các chị em phụ nữ này là các bạn cũng biết đúng không? Chúng mình có rất là nhiều quần áo. Nhưng mà cứ lần nào mở tủ ra là cũng một câu truyền thống, chẳng có gì để mặc cả. Thế nên mình nghĩ là ngày hôm nay mình muốn quay một cái video để cùng các bạn lựa chọn xem những cái bộ đồ nào để mình có thể mặc được trong những cái buổi hẹn hò, trong những buổi ăn chơi sắp tới nhé. Ok, bắt đầu video. Chúng mình bắt đầu với một cái sản phẩm rất là basic nhá, đó chính là quần jean. Thực ra thì mình rất là ít khi mặc quần jean, các bạn biết rồi đấy. Nhưng mà đây là cái dạng quần jean nó baggy, thế nên là nó không bị bó vào chân quá, làm cho mình cảm thấy bị tắc thở mỗi khi mặc quần jean. Và bởi vì nó là cái dáng baggy, vậy nên là nó làm mình ăn gian để cái phần vòng hông ấy, làm cho cái vòng hông của mình nó sẽ được to ra, nở ra một chút. Và hơn nữa thì cạp này không phải là cạp thấp và nó cũng không phải là cạp quá cao, vậy nên là mình thấy nó khá là dễ để có thể phối hợp đồ. Thực ra thì mình rất là đánh giá cao những cái bạn mà có thể mix được quần jean mà nhìn nó rất là ngầu ấy, nhìn nó đẹp dã man luôn. Nó toàn là những cái đồ rất là basic mà các bạn ấy mặc lên thì lại rất là ngầu. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ mãi không biết là mặc về cái gì. Mình rất là thích những cái quần jean màu xanh này này mà được phối với cái áo màu trắng, nó cảm giác nó rất là mát mắt ấy các bạn. Nên là mình sẽ thử cái quần này với một trong những cái áo phông màu trắng mà mình có nhá. Mình đã thử kết hợp với cái quần này với cái áo phông yêu thích của mình đến từ Fila. Nhưng mà mình thấy nó hơi bị thường quá đúng không mọi người? Trông rất là bình thường đúng không? Đi chơi, đi ăn nhậu với các chị em ấy thì mình không thích mặc váy cho lắm đâu. Bởi vì là cái việc ngồi ăn nhậu mà mặc váy nó làm cản trở đi cái sự vui vẻ, cái sự năng động vốn có của mình. Thế nên là mình rất là ưu tiên mặc quần. Nhưng mà mình cũng không muốn cảm thấy nó quá là xoàng khi mà chỉ kết hợp với cái áo phông bình thường như này với cái quần như thế này. Ok, để nghĩ xem nào. Đây, mình có một cái áo mới. Cái này là... Ôi trời, xin lỗi nhá. Xin lỗi. Cái này là mình mới mua này, trông nó hơi bù nhùi một tí thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là đẹp đấy, để mình kết hợp thử xem nào. Nó là một cái dạng áo thun nhưng mà kiểu bodycon, nó ôm vào người ấy. Và nó có cái phần giải rút ở bên sườn này này. Thì nếu như mà bạn nào mà muốn mặc kiểu che hết cả người bụng ấy thì có thể để rũ nó xuống. Còn nếu như mà bạn nào thích mặc dạng crop top, khoe cái đường eo sexy một tí thì mình có thể rút nó lên. Ok, để mình thử nhá. Cái áo này hợp đúng không các bạn? Nhưng mà bởi vì cái quần nó hơi rộng ấy, và bởi vì là mình thấy nó vẫn còn hơi trống trống một cái gì, thế nên là mình nghĩ là mình sẽ nhấn thêm một cái thắt lưng. Cái bộ này nó được cấu tạo toàn những cái thành phần đơn giản, những cái thành phần basic như là quần jean và áo trắng. Thế nên là mình cũng muốn một cái thắt lưng nó cũng tối giản nhất có thể. Nó chỉ là một cái màu đen và nó có cái mặt hình vuông như thế này thôi. Ui, cái quần nó rộng bụng quá mà cái thắt lưng nó cũng không vừa. Nên là đây, mình sẽ bóp tạm vào như thế này. Mai chắc là mình sẽ làm thêm một cái lỗ nữa vào đây để nó thắt chặt được cái quần này hơn. Mình thấy cái áo này là ok, nhưng mà mình nghĩ là cái quần này mình cần sắn lên một hai nấc. Mình nhận thấy là với những cái người chân nó hơi ngắn ngắn như mình ý, mà cái quần nó được sắn gấu lên thì nhìn cái tỷ lệ phần chân nó sẽ được kéo dài hơn. Đi thêm đôi giày cao gót. Đôi giày này vẫn còn mát các bạn ạ. Trời đất ơi, không biết bao giờ mới được đi cái đôi này luôn ý. Ui ngã. Ui, mình đang ở một tầm cao mới. Ok, đây là cái đôi giày mình sẽ đi cùng. Bởi vì là cái giày nó là hơi nâu một chút, thế nên là mình muốn mặc với một cái túi cũng màu nâu. Mình có khá nhiều túi nâu để mình coi nè. Hợp không? Ồ, cùng màu đấy. Đẹp đấy các bạn ạ. Được đấy. Đây, mình sẽ phối với cái túi này. Cái túi này thì chúng mình có thể đeo. Cái này không phải gọi là kẹp nách, nhưng mà nói chung là đeo lửng lửng như thế này. Hoặc là cũng có thể đeo thành quai chéo. Để mình thử xem là cái quai chéo hay là đeo kẹp kẹp nó sẽ đẹp hơn. Đeo kẹp đẹp hơn các bạn ạ. Lại thử lại. Vất vả hết sức. Trông hợp lý không các bạn? Nhìn ra gì không? Đấy, thực ra là cái áo này nó là dạng crop top ý. Và cái cạp này thì nó lại che đúng vào cái phần rốn. Với cả mình cũng đi một đôi giày cũng khá là cao nữa, khoảng tầm 7 phân. Thế nên là mặc cái bộ lên nhìn trong người mình cảm giác nó cao hơn bao nhiêu luôn ý. Bộ này mà đi chơi với các chị em thì là vừa đạt đủ tiêu chí đẹp, năng động, trẻ trung, hơi sexy một tí. Diệt. I might be broken down but I'm smiling. I keep my head up high though I fail. Sometimes I get a bit emotional, but then I turn around and let it go.
Và bộ tiếp theo thì là mình muốn một cái bộ nào đó để có thể mix được với cái túi này. Cái túi này thì là mình mới mua được thôi, mình mua ở trên Lazada. Theo như mình nhớ thì nó rất là rẻ, nhưng mà các bạn ơi, nhìn chất lượng của nó cực kỳ đẹp luôn ý. Nhìn cái form dáng với cái đường may mũi chỉ của nó nhìn đã cực kỳ luôn. Và mình nghĩ rằng với cái túi này thì rất là phù hợp với cái kiểu công sở cũng phù hợp, mà kiểu năng động thì cũng phù hợp. Nói chung là phù hợp với khá là nhiều những cái style luôn đấy. Nhưng mà bởi vì là mình nghĩ rằng cái túi này sẽ hợp với cái việc là khi mà mình đi ăn cùng với gia đình, thế nên là mình sẽ lựa chọn việc mix một cái bộ đồ nào đó nó kiểu trẻ trung, nó năng động, nó bình thường, nó đơn giản hơn một tí. Với cái túi màu nâu này thì chắc là mình nghĩ là mình muốn một cái chân váy màu be, màu nút. Cái này thì sao hả các bạn? Cái này được không? Cái chân váy màu này và cái túi màu này, ôi hợp lý đấy. Áo phông trắng đồng hành của mình trên mọi nẻo đường. Mình đã nói rồi đấy, mình có rất nhiều áo phông trắng, và đây chỉ là một trong hàng chục những cái áo phông trắng ở trong tủ quần áo của mình thôi. Mình mặc nó hôm nay là bởi vì đơn giản nó mới, và mình thấy nó cũng phù hợp, nó cũng đơn giản. Bên trên nó chỉ là một cái dòng chữ, chữ gì đây? Nope. Ôi mình thích cái túi này quá, đeo một bên vai cũng đẹp này, đeo crossbody cũng xinh này, nhìn rất là trẻ trung nhờ mọi người nhờ. Mà mình thấy cái form túi nó đẹp dã man luôn ấy, nó rất là vuông vắn, nó rất là đều đặn, nó đường chỉ nó cũng thẳng hàng vuông vữa, nhìn nó thích lắm luôn ấy. Mà nó rẻ chứ, rẻ ơi là rẻ. Cái dây này khi mà người ta thắt cho mình ấy thì là nó hơi bị dài so với người mình, thế là mình đã thắt lại, thế nên là cái khúc này nó bị gấp ấy. Nhưng mà khi mà mình dùng một vài lần ấy thì cái dây này nó mềm ra thì nó sẽ chúi xuống đấy. Ok. Cái mặt mình hôm nay nó trang điểm như thế này, và với cái bộ đồ mình đang mặc như thế này, nó hơi lệch pha một tí, bởi vì nhìn mặt nó hơi dừ, mà trông mình mặc đồ nó lại hơi bị trẻ quá. Nhưng mà không sao, mình sẽ đổi layout trang điểm khi mà mình mặc cái bộ này đi ra ngoài đường. À cái này còn có một kiểu có thể mặc được nữa, các bạn cũng có thể cắp nách được các bạn ạ. Các bạn có thể cuộn cái dây vào trong cái phần nắp ý, xong rồi mình gấp lại. Đấy, thế là chúng mình lại có thêm một cái kiểu túi, một kiểu đeo khác cho cái túi này. Đó, nó cũng cắp nách được này. Với cái này thì mình ưu tiên sẽ mix với sneaker. Mình có một cái sneaker nó na ná màu như thế này. Đây, chính là cái này. Giống màu không? Ui, quá giống, hợp không? Quá hợp, đi tắt đã. Mình có một cái chùm khuyên tai như thế này, có rất nhiều các kiểu luôn ấy, có rất nhiều các size. Mình nghĩ là mình sẽ đeo khuyên tai thử thế nào. Đây, mình sẽ thử cái này, nó chỉ là một khối hình tròn thôi, nhưng mà nó là size to nhất. Nó là size to nhất thôi, nhưng thực ra nó cũng chẳng to lắm đâu các bạn ạ. Xinh, cứ tê đúng không? Mọi khi mà mình đeo khuyên tai thì mình cũng chỉ đeo có mỗi bên này thôi, bởi vì lúc nào mình để tóc cũng sẽ là cái mái như thế này, và cái tóc này nó che hết một nửa gương mặt rồi ấy. Thế nên là chỉ cần đeo một cái bên này là đủ đẹp rồi. Mà kiểu ai nhìn thấy thì chắc là nghĩ mình cá tính ấy, nhưng mà thực ra là bởi vì cái lỗ này nó tịt rồi các bạn ạ. Tịt rồi. Mà cả cái bộ này rẻ lắm nhá các bạn nhá. Cái áo này thì mình mua trên Lazada này, mình không nhớ giá đâu. Tất cả những cái sản phẩm hôm nay mà mình dùng ấy, nếu mà mình mua được ở Việt Nam ấy thì mình sẽ để link cho các bạn. Chân váy này thì các bạn biết rồi, tao bao. Cái túi này cũng của Lazada luôn. Cái này cũng Lazada luôn. Các bạn nào mà chân ngắn như mình nhá, thì các bạn hãy nhớ là chúng mình nên ưu tiên những cái váy mà nó ngắn ở trên đầu gối như thế này nhá. Thì mặc nhìn cái cảm giác chân chúng mình nó được dài hơn một chút. Các bạn hạn chế mặc những cái váy mà nó đến cái đầu gối này, nhìn chân nó bị thu ngắn lại. Nhìn mỗi cái phần bắp chân thôi thì nó sẽ bị lộ cái khuyết điểm là chân nó bị ngắn. Thế nên là với những bạn mà chân ngắn như mình nhá, mình nói lại chân mình là bị ngắn hơn so với cơ thể người. Thế nên là nên mặc những cái đồ mà nó ngắn trên đầu gối như này. Đẹp. Phê đồ tiếp theo thì là để cho việc đi chơi với bạn bè, đi lượn đường, lượn phố, đi mua sắm linh tinh thôi. Thì đây, mình đang suy nghĩ là mình muốn cái áo màu xanh này và cái chân váy màu trắng này. Mình nói ở ban đầu video rồi đấy, mình rất là thích màu xanh da trời kết hợp với màu trắng. Ủa, cảm thấy nó rất là mát mắt ấy. Nhưng mà rất là khó, bởi vì là cái chân váy này là dạng chân váy ôm mà nó lại khá là ngắn ấy. Mà cái áo này thì nó lại là kiểu mặc để mà xuống không ấy thì là nó chùm hết cả mông luôn. Vậy nên là mình đang suy nghĩ là cách mặc như thế nào để cho là cái này có thể kết hợp với cái này mà nhìn nó hợp lý nhất. Cái chân váy này nhá, thực ra là tưởng ngắn nhưng mà nó lại rất là an toàn, bởi vì nó bên trong là quần các bạn ạ. Nó là quần bên trong, nó bảo vệ chứ nó không phải là kiểu váy không đâu, nên là nó sẽ không lo là trong cái trường hợp là bị kiểu như là
tốc váy hay là bị nói chung là không lo những trường hợp rủi ro xảy ra với cái váy là cho dù nó có ngắn như thế chăng nữa. Cái chất vải thì nó rất là co giãn ấy, nên là khi mà mình cầm trên tay thì tưởng nó bé nhưng mà thực ra mặc lên ấy thì nó ôm sát vào người là vừa đẹp luôn. Cái cả cũng vừa nha các bạn, lần đầu tiên trong cuộc đời mình mua hàng online, kể cả đi mua hàng ở ngoài nhá, lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình gặp được một cái chân váy hoặc là một cái quần mà nó vừa cạc như cái này, lần đầu tiên luôn ạ. Thế mà mặc với cái áo này ấy, thì đấy như mình nói nó trùm chân luôn thì trông có khác gì cái áo chống nắng đâu ấy chứ, trông chán đời lắm. Không biết là mix đồ như nào. Ui, nhìn này thì cộm một đống ở trên người ấy nhỉ, làm nào cho nó nhẹ nhàng hơn không nhỉ? À, có thể bên trong mình sẽ mặc một áo 2 dây màu trắng hay màu đen nhỉ các bạn nhỉ? Thử màu trắng trước đi. À đây, không nghe cái bang. Khoan từ từ, mình nghĩ ra rồi, không biết có ra gì không thì thử đã. Bên trong mặc áo 2 dây trắng hay đen thì nhỉ, để thử màu đen xem nào, thử xem ra gì không. Không, mặc trắng vẫn đẹp hơn, mặc trắng nó ít màu hơn. Mix đồ một cách rất là ngẫu hứng nhưng mà mình thấy cũng ra gì đấy chứ, mình thích cái kiểu này đấy. Mình đang có 2 cái túi rất là cute hột me dành cho bộ này nhưng mà mình đang không biết là xài cái túi nào. Thử nhá, thử từng cái một xem sao. Cái này đầu tiên đi, cái này là dạng chẳng biết gọi cái túi này gọi là cái túi gì. Dạo này cập nhật thông tin thời trang ít quá nên là chả biết gọi mấy cái túi này là túi gì, nhưng mà đây đeo trước ngực này xong rồi kiểu rất là tiện ý. Đừng nghe móc tiền, đưa luôn, móc tiền đưa luôn. À tại sao mình lại nghĩ đến việc móc tiền nhỉ? Sao mình không nghĩ đến móc cái việc khác nhỉ? Nhưng mà nói chung là nó rất là tiện khi nó đặt ở trước ngực như này. Và nó đặc biệt là nó tránh những cái trường hợp bị móc túi các bạn ạ. Đeo trên ngực cái này, an toàn. Trông được không các bạn? Không biết, thử cái túi kia đã. Cái này hình như cũng đeo rông thế thì phải, đúng không? Ôi, mấy cái túi này mua rẻ lắm các bạn ạ, rẻ như cho luôn. Giọng giống mấy bà bán hàng online vậy. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất bán túi rẻ như cho. Những cái đồ mình đang mặc trên người đều là những cái màu nó rất là nhẹ, những cái gam màu nhẹ. Vậy nên là một cái túi mà nó kiểu ánh bạc bạc thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn là cái túi đen vừa nãy, đúng không nhỉ? Lại cho chắc. Không, mình vẫn thích cái này hơn. Thực ra thì cái này cũng đẹp ý, nhưng mà bởi vì là mình rất là khó để mà có thể là làm quen với những cái loại túi nó cứ form dáng như thế này. Cái mặt mình nó cũng hơi nông văn dề một tí. Thế nên là nếu mà xài những cái túi này thì kiểu nó hơi bị lạc quẻ. Nên là xài những cái túi nó đơn giản như thế này thì nó sẽ dễ chịu hơn đấy. Được đấy. Đến phần giày nhá, thì mình có một cái đôi giày này. Nó có một cái họa tiết chữ, mình không nhớ cái hãng này là hãng gì luôn á, nhưng mà nó có chữ LA này này. Cái này thì nó có cái chữ màu xanh và nó cũng hợp với cái áo của mình. Thế nên là nếu mà kết hợp chung ấy thì mình thấy là được đấy, hợp đấy các bạn ạ. Tất cả đều là những gam màu rất là nhẹ nhàng, rất là tươi mát. Cái túi này đúng là dành cho bộ này thật các bạn ạ. Nhìn nó hợp lý hơn hẳn đi với cả đôi giày và túi đấy. Nhìn trông nó dễ chịu mắt hơn đúng không? Mình thấy là mình đi mua 2 cái áo dây, một cái màu đen và cái màu trắng ấy, đúng là sáng suốt đấy các bạn ạ. Trong tủ đồ của chúng mình ấy, lúc nào cũng nên cần một cái áo dây màu đen và một cái áo dây màu trắng để có thể kết hợp được với tất cả mọi thứ đồ của chúng mình ấy. Xin các bạn ơi, chưa rất mát. Váy mới chưa 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 thử nào. Và đến bộ cuối cùng thì là buổi hẹn hò. Thế nên là mình đang suy nghĩ về những chiếc váy lãng mạn, nhẹ nhàng, dịu dàng một tí. Mặc dù nó không phù hợp với tính cách của mình cho lắm, nhưng mà thỉnh thoảng bánh bèo nhập lên là cũng thích mặc váy. Nhất là những cái ngày mà kiểu đi hẹn hò, nọ nọ kia kia là mình cũng khoái mặc váy. Đây, thì mình trên tay mình có một cái chiếc váy. À, thực ra là mình banh ra đây nhìn hơi kinh ý, nhưng mà đằng sau ấy thì nó hở lưng, thế nên là khi mà mình banh ra thì nó sẽ như thế này. Bèo nha, nhún nha, bèo từ cổ cho tới xuống tay xong rồi tới chân váy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình mặc nhiều bèo đến cái mức độ như thế này, không biết là nó sẽ ra cái hệ thống gì không, nhưng mà thôi hãy cho em nó một cơ hội thử đã. Úi này, tưởng không hợp mà lại thấy hợp phết các bạn ạ. Đi trông ra gì phết. Nhưng mà các bạn có thấy là mình hơi bị đen hơn so với bộ váy này không? Sao mà lên video nhìn mình đen nhỉ? Nhìn ngoài nhìn cũng đâu đến nỗi đen thế này đâu nhỉ? Chắc tại bộ váy này trắng quá. Xinh quá mọi người. Rất là xinh ý. Nhưng mà bị một cái là cái phần eo này của mình nó hơi bị rộng ý. Thực ra thì cái chuyện đấy nó xảy ra với cả những cái thể loại váy mà mình từng mặc. Lúc nào mình đi mua váy, đi mua quần áo là mình cũng sẽ phải sửa lại cái phần eo này. Nên là không thể nào mà đổ lỗi cho cái váy được. Nhưng mà nhìn xinh đúng không mọi người? Ui, mặc cái bộ này lên nhìn trông mình
yểu điệu thục nữ hẳn. Ôi tụt rồi, nhún nhún mới chả nhảy. Ban đầu ấy thì là mình tưởng cái này là váy các bạn, nhưng mà thực ra là bên trong là nó có một cái quần, mình không tiện để vạch lên, nhưng mà nó có một cái lớp quần mỏng thì các bạn có thể mặc được để bảo vệ bên trong, cũng giống như cái váy trắng vừa nãy. Thế nên là cho dù nó hơi ngắn một tí nhưng mà nó cũng rất là an toàn các bạn ạ. Mà đúng ra là không ngắn đâu, nó chỉ trên đầu gối khoảng tầm có nửa găng tay thôi. Mình thấy là nó không ngắn lắm. Bạn nào mà tầm cỡ khoảng 1m6 đổ lại ấy, mà mặc cái bộ này xinh này, nhìn dễ thương quá đi. À, đi về cái túi gì nhỉ? Hai cái túi này cái nào hợp hơn nhỉ? Thực ra là hai cái túi này nó không khác nhau nhiều cho lắm ấy, nó cũng đều là một màu cả. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đi gọi như là hẹn hò một chút chút thì mình cần một cái sự nó chững chạc hơn, nên là cái này hợp lý hơn đấy. Cái hợp lý hơn các bạn ạ. Được rồi. Ơi, xinh, đẹp. Khuyên tai. Đây, mình sẽ đổi sang cái này đi. Nó là có một cái hạt đá kiểu giả kim cương ấy, lớp lớp lánh lánh thì nó rất là phù hợp với những buổi mà hẹn hò buổi tối này. Eo ơi, mình thấy là mua được cái bảng khuyên tai như thế này này, nó tiện dã man luôn ấy. Toàn những cái mà chắc chắn là mình sẽ dùng, mà mình sẽ dùng thường xuyên luôn ấy, bởi vì nó toàn những cái rất là đơn giản ấy. Eo ơi, xài dễ xài cho tất cả các thể loại đồ, các tất cả các thể loại mục đích, đi đâu làm gì đều có thể phù hợp được ấy. Mà nó cũng rẻ lắm mọi người ạ, mình cũng mua trên Lazada đấy, rẻ lắm. Mùng 8 tháng 3 ấy thì chắn là ở trên Lazada họ cũng có những cái đợt khuyến mại, những cái đợt sale ấy. Thì chi tiết cái đợt sale cũng như là cái chiến dịch sale ấy nó như thế nào thì mình sẽ để chi tiết ở dưới cái phần mô tả nhá, để các bạn có thể kích vào nếu như mà các bạn muốn mua đồ cho kiểu đi chơi hàng ngày, hay là đi làm, đi học, rồi đi hẹn hò cũng được ấy. Bởi vì mình thấy trên đấy dạo này có nhiều đồ quần áo cũng xinh lắm. Đa phần những bộ đồ hôm nay mình mặc ấy đều là mình đặt ở trên Lazada trong cái đợt Việt Nam vừa rồi. Thế nên là mình thấy là chất lượng cũng ok, mà kiểu dáng nhìn cũng nhiều cái xinh mà. Đây, cái khuyên tai. Đấy. Ôi, nhìn xinh quá. Đấy, thế nên là các bạn nhớ check phần dưới mô tả nhá, để xem là chúng mình có hốt được cái deal giảm giá nào không. Nhưng mà có một điều là mình hơi khuyến cáo một chút, là với những bạn nào mà có cái vòng bụng dưới nó hơi to một chút ý, thì chúng mình không nên mặc những cái mà đồ nhún và đồ mèo ở nhấn vào cái phần bụng này. Những cái bộ này chỉ dành cho những bạn nào mà người khá là gầy này và có cái vòng hông nhỏ ấy, thì cái sự nhún bèo này nó sẽ làm cho cái vòng hông của mình được nở ra to ra đẹp hơn. Còn những bạn mà bụng hơi lớn lớn một chút thì mình nghĩ là chúng mình nên chọn những kiểu dáng mà nó cắt tầng lớp ở đây này, thì nhìn nó sẽ là phù hợp và thích hợp hơn với chúng mình nha. Và tất nhiên thì để đi kèm với cái túi này cho nó phù hợp thì mình lại trở về với cái đôi giày thân yêu của mình mà mình chỉ mang đi thử thôi, mình chưa bao giờ được mang ra ngoài đời thật bao giờ. Đây, vẫn là đôi giày này, vẫn rất là phù hợp, xinh đúng không? Ok, mình đã đổi lại rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình vẫn thích tông trắng và đen hơn là trắng và nâu. Với cả hơn nữa là cái túi kia mình đã dùng trong một bộ khác rồi, thế nên là bộ này mình sẽ sử dụng sang một set màu trắng và đen. Đó là một cái túi màu đen có đính các thể loại đinh ốc. Nhìn cái da thì nghĩ rằng là nó cá tính, nhưng mà cái form dáng của nó thì lại rất là nữ tính và bánh bèo. Cái này có thể đeo như thế này cũng được ấy, hoặc là đeo kiểu đeo chéo như thế này, nhưng mà mình nghĩ là với bộ này thì chúng mình không hợp với đeo chéo cho lắm. Và một điều nữa là cái này chúng mình có thể cầm tay được luôn như thế này. Đẹp chưa? Đó, và một đôi giày màu đen. Ôi, lâu không đứng trên giày có gót, tí nữa thì ngã sờ mờ lờ các bạn ạ. Chà, vật lộn cả một buổi chiều, cuối cùng cũng đã chọn ra được 4 bộ đặc sắc nhất để mình có thể dùng trong tuần này. Cái việc chọn chiếc đồ như thế này này, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình rất là nhiều. Mỗi một khi mà mình chuẩn bị trang điểm, làm tóc để đi ra ngoài đường, sau đó thì phải đứng trước tủ quần áo nghĩ xem nó nên mặc gì, mix với cái gì, đi với giày gì và đi với túi gì. Cái đấy đó là mất thời gian vô cùng luôn ạ. Và các bạn biết không, lần nào mà mình cứ hẹn ai đi chơi ấy, mình trễ giờ 100% là bởi vì cái công đoạn lựa quần áo, lựa giày và lựa túi. Thế nên là lần này cảm thấy yên tâm hơn rồi đấy, chắc là mình sẽ không đi muộn nữa đâu. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Chúc các bạn có một ngày tháng 3 nhầm, chúc các bạn có một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ, nhiều quá, hạnh phúc. Vui vẻ chút thôi nhỉ, vui vẻ lần nữa.